Kính lạy Chúa là Đức Chúa Trời hàng sống, Cha tự ái của loài người chúng con. Chúng con vui mừng cảm tạ ơn Chúa vì Ngài đã biệt riêng chúng con ra khỏi những công việc của xác thịt. Để giờ này chúng con được ngồi dưới bệ chân Ngài, được nghe lời của Đức Chúa Trời. Chúng con cảm tạ ơn Chúa vì Ngài hứa ban nước thiên đàng của Ngài cho chúng con, đang kẻ hết lòng tìm kiếm Ngài. Và chúng con cầu xin Thánh Linh Ngài là đấng ngự trong lòng chúng con, ở cùng với chúng con để dẫn dắt chúng con vào trong những lẽ thật của lời Ngài. Thì giờ quý giá này, xin Chúa dạy dỗ chúng con, ban ơn cho, sức dầu cho, để chúng con hết thảy cùng bước theo lẽ thật của Chúa. Mình xin Chúa Thánh Linh Ngài sức dầu cho chính con, để nhờ ơn của Chúa, con có thể truyền đạt lại ý muốn của Ngài, cùng lẽ thật mầu nhiệm mà Chúa đã bày tỏ cho chúng con, để chúng con có sức lực để làm theo mệnh lệnh Ngài được. Mình xin mọi công việc chúng con làm đây sẽ quy vinh hiển và danh Thánh Chúa. Chúng con cảm ơn Chúa. Chúng con thành kính cầu nguyện trong danh của Chúa Jesus Christ. Amen. Chúng ta học tiếp bài thứ 5 trong loạt bài xây lại vách thành Jerusalem. Kế thánh nền tảng là sách Nehemi đoạn 2 câu 8. Lại ban chiếu chỉ cho Asaph kẻ giữ rừng vua, truyền người cho tôi gỗ làm khuôn cửa của thành điện giáp với đền và làm vách thành, công nhà mà tôi phải vào ở. Vua bèn ban cho tôi các điều đó, tùy theo tay nhân lành của Đức Chúa Trời giúp đỡ tôi. Trong bài trước chúng ta đã được biết ý nghĩa của các bức thư mà Nehemi cần phải có để có thể vượt được qua các biên giới, các lãnh địa để cho tới được thành Jerusalem, tức là tới vùng đất của Giu-đa. Và đó là ý nghĩa của sự được phép có chủ quyền của chức vụ cầu thay trong thuộc linh này, là điều không thể thiếu cho chức vụ cầu thay. Để có thể xây lại vách thành và đền thờ trong thành Jerusalem sau khi bị quân đội Babylon tàn phá, những người Giu-đa còn sót lại ở đất Giu-đa, còn sót lại trong thành Jerusalem không thể tự mình xây được lại vách thành. Cũng giống như một người khi bị trói buộc bởi luật của ma quỷ, bị nằm dưới sự rủa xả, thì người đó không thể tự mình có thể khắc phục được, sửa chữa được hay làm điều gì để cho mình có thể được chữa lành bằng sức riêng của mình, mà người đó cần có sự giúp đỡ từ bên ngoài, tức là từ những người đã được tự do, những người đã nhận được sự chữa lành của Đức Trời và có quyền phép của Chúa. Trong sách Hosea đoạn 4 câu 6 chép, dân ta bị diệt vì cớ thiếu sự thông biết, bởi ngươi bỏ sự thông biết thì ta cũng bỏ ngươi, đặng ngươi không làm thầy tế lễ cho ta nữa. Bởi ngươi đã quên luật pháp của Đức Chúa Trời mình thì ta cũng sẽ quên con cái ngươi. Nehemi đã cầu xin vua Artaxerxes cấp cho mình các giấy phép để có thể vượt qua là các biên giới, các cửa ải, các lãnh địa để cho mình có thể về tới được đất Giu-đa. Nhưng mà không chỉ dừng tại đây, Nehemi còn xin với vua Artaxerxes cung cấp cho mình vật liệu để xây lại vách thành Jerusalem, là điều vô cùng quan trọng cho những người xây dựng và tái thiết công trình thuộc thể cũng như là thuộc linh. Nehemi đoạn 2 câu 8 chép này, lại ban chiếu chỉ cho Asaph kẻ giữ rừng vua, truyền những người cho tôi gỗ làm khuôn cửa của thành điện giáp với đền là vách thành, cùng nhà mà tôi phải vào ở. Chúng ta biết rằng cả kinh thánh đều là bởi Đức Chúa Trời soi dẫn, hỗ ích cho sự dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị, dạy người trong sự công bình, hầu cho người thuộc về Đức Chúa Trời được chọn lành và sắm sẵn để làm mọi việc lành. Thi thứ 2 đoạn 3 câu 16 đến câu 17. Do đó chúng ta phải chú ý tới từng chữ trong lời của Đức Chúa Trời và suy gẫm hầu cho chúng ta nhận biết được ý muốn của Chúa trên cuộc đời của chúng ta. Chúng ta cùng nhau xem đến cụm từ Asaph kẻ giữ rừng vua. Asaph the keeper of the king's forest. Trước hết chúng ta xem chữ rừng ở đây có nghĩa là rừng. Chữ rừng ở trong câu 8 này trong tiếng Hebrew có nghĩa là vườn cây ăn trái được bảo quản, bãi đất trống trồng cỏ có hàng rào bảo vệ, nơi bảo quản gìn giữ những vật quý giá, rừng cây có thú để săn bắn được bảo vệ bằng hàng rào. Còn chữ kẻ giữ ở trong câu này trong tiếng Hebrew có nghĩa là canh phòng, bảo vệ, gìn giữ, che giấu, quan sát, trông nom, chăm sóc, theo dõi, nhận xét, khiến cho người ta chú ý, bảo hộ, che chở, cứu rỗi. Bây giờ chúng ta đọc đến ý nghĩa của chữ tên của người giữ rừng vua là Asaph. Asaph trong tiếng Hebrew có nghĩa là người thu lượm, người gặt hái, người tiếp đón, người tiếp nhận, người loại bỏ vật gì đi hoặc đuổi đi, làm cho người ta lớn lên, thu hồi lại, hủy bỏ hoặc rút ra. Chúng ta đã biết là vua Artaxerxes là người mang hình bóng về sự cai trị của Đức Chúa Trời. Và Asaph đây là người mang hình bóng về chức vụ của Đức Thánh Linh. Thần linh của Đức Chúa Trời là đấng làm nên mọi sự và Ngài là sự sống cho muôn loài. Ngài có quyền dựng nên và Ngài có quyền phá đổ. Ngài có quyền trên tất cả muôn vật do Ngài dựng nên. Và Ngài là đấng duy nhất có thể ghi tạc lời của Ngài vào trong lòng người ta. Ngài có quyền trên tất cả mọi vật mà Ngài tạo dựng nên. Và chúng ta biết rằng muôn vật đều do Chúa tạo dựng nên.
Và Ngài có quyền phá đổ nó, Ngài có quyền trồng nó, Ngài có quyền thu hồi, Ngài có quyền chấp nhận và Ngài có quyền đuổi đi. Đó là quyền của Ngài. Chính Ngài là đấng đã tạo dựng nên muôn vật và Ngài chăm sóc, Ngài bảo vệ muôn vật đó theo muốn tốt lành của Ngài. Và chính Ngài là đấng duy nhất có thể khiến cho người ta chú ý vào lời của Đức Chúa Trời và yêu mến lời của Đức Chúa Trời. Và chính Ngài cũng là đấng có thể khiến cho người ta không hiểu gì về lời Đức Chúa Trời cả. Đó là ý muốn của Đức Chúa Trời và sự mưu luận của Đức Chúa Trời. Trong sách Thi Thiên 104 câu 24 đến câu 32 chép: Hỡi Đức Giê-hô-va, công việc Ngài nhiều biết bao, Ngài đã làm hết thảy cách khôn ngoan. Trái đất đầy rẫy tài sản Ngài, con biển lớn và rộng mọi bề này, ở đó sanh động vô số loài vật nhỏ và lớn, tại đó tàu thuyền đi qua lại, cũng có Leviathan mà Chúa đã nắn lên đạn dỡn trời nơi đó. Hết thảy loài vật này trông đợi Chúa, hầu cho Chúa ban đồ ăn cho chúng theo giờ. Chúa ban cho chúng nó nhận lấy. Chúa xè tay ra, chúng nó được no lê và tốt. Chúa giấu mặt, chúng nó bèn bối rối. Chúa lấy hơi thở chúng nó lại, chúng nó bèn tắt chết và trở về bụi đất. Chúa sai thần Chúa ra, chúng nó được dựng nên. Chúa làm cho mặt đất ra mới. Nguyện sự vinh hiển Đức Giê-hô-va còn đến mãi mãi. Nguyện Đức Giê-hô-va vui vẻ về công việc Ngài. Ngài nhìn đất, đất bèn rung động. Ngài giờ đến núi, núi bèn lên khói. Trong Giê-rê-mi đoạn 27 câu 5 chép: Chính ta là đấng đã làm nên đất, loài người và loài thú trên mặt đất, bởi quyền năng lớn và cánh tay giang ra của ta. Ta ban đất ấy cho ai tùy ý ta lấy làm phải. Ê-sai đoạn 43 câu 12 chép: Ấy chính ta là đấng đã rao truyền, đã giải cứu và đã chỉ bảo, chẳng có thần nào lạ giữa các ngươi. Đức Giê-hô-va phán: Các ngươi đều là người làm chứng và ta là Đức Chúa Trời. Ê-sai đoạn 45 câu 7 chép: Ấy chính ta là đấng gây nên sự sáng và dựng nên sự tối tăm, làm ra sự bình an và dựng nên sự tai vạ. Chính ta là Đức Giê-hô-va làm mọi sự đó. Chính Đức Thánh Linh là đấng đã thu lượm dân của Ngài ở khắp mọi nơi trên trái đất. Cũng chính Ngài là đấng khiến cho dân của Ngài phải tản lạc đi. Đó là sự cai trị mưu luận của Đức Chúa Trời. Chính Ngài đã khiến cho người ta biết được lời của Ngài. Trong sách Ê-xê-chiên đoạn 11 câu 17 đến 20 chép: Vậy nên hãy nói rằng Chúa Giê-hô-va phán như vậy: Ta sẽ nhóm các ngươi lại từ giữa các dân, sẽ thâu các ngươi từ những nước mà các ngươi đã bị tan tác, và ta sẽ ban đất Israel cho các ngươi. Chúng nó sẽ đến đó và sẽ trừ bỏ mọi vật đáng ghét và mọi sự gớm ghiếc của nó khỏi đó. Ta sẽ ban cho chúng nó một lòng đồng nhau, phú thần mới trong các ngươi, bỏ lòng đá khỏi xác thịt chúng nó, và sẽ cho chúng nó lòng thịt, để chúng nó noi theo lề luật ta, giữ và làm theo mạng lệnh ta. Chúng nó sẽ làm dân ta và ta làm Đức Chúa Trời chúng nó. Giê-rê-mi đoạn 24 câu 7 chép: Ta sẽ ban cho chúng nó tấm lòng hay nhận biết ta là Đức Giê-hô-va. Chúng nó sẽ làm dân ta và ta sẽ làm Đức Chúa Trời chúng nó, vì chúng nó sẽ hết lòng trở về cùng ta. Chúng ta vừa đọc qua một số lời Chúa nói về sự cai trị của Đức Chúa Trời, để chúng ta biết được cái hình bóng mà Chúa sử dụng một nhân vật, đó là Asaph, là kẻ giữ rừng vua đầy. Nó hình bóng về chức vụ của Đức Thánh Linh, là đấng duy nhất có thể làm mọi sự này. Rừng của vua Atasseh đây là hình bóng về lời của Đức Chúa Trời, trong đó có luật pháp văn tự và luật pháp của Thánh Linh sự sống, tức là lẽ thật mầu nhiệm của nước Đức Chúa Trời. Và lời của Chúa còn là cây sự sống cho những người nào tiếp nhận Ngài. Ban đầu khi Đức Chúa Trời tạo dựng lên muôn vật trên đất này thì Ngài đã dựng nên một cái vườn gọi là vườn Eden, tại đó có đủ mọi thứ cây ăn trái, và đó là vườn hạnh phúc, vườn khoái lạc, vườn sung sướng. Đó ý nghĩa của chữ Eden. Rồi Đức Chúa Trời ban tất cả cái cây đó cho loài người để làm đồ ăn, để cho loài người ở trong đó. Cây sẽ che nắng cho họ, che mưa cho họ và ban thực vật cho họ. Nhưng mà khi là người phạm tội ăn trái cấm thì Đức Chúa Trời đã đuổi loài người ra khỏi vườn Eden và cho các thần cherubim cầm gươm để giữ các con đường dẫn đến vườn Eden này. Sáng thế ký đoạn 2 câu 9 chép: Giê-hô-va Đức Chúa Trời khiến đất mọc lên các thứ cây đẹp mắt và trái thì ăn ngon. Giữa vườn lại có cây sự sống cùng cây biết điều thiện và điều ác. Sáng thế ký đoạn 3 câu 22 đến 24 chép: Giê-hô-va Đức Chúa Trời phán rằng: Này, về sự phân biệt điều thiện và điều ác, loài người đã thành một bậc như chúng ta. Vậy bây giờ ta hãy coi chừng, e loài người giơ tay lên cùng hái trái cây sự sống mà ăn và được sống đời đời chăng? Giê-hô-va Đức Chúa Trời bèn đuổi loài người ra khỏi vườn Ê-đen đặng cày cấy đất, là nơi có người ra. Vậy Ngài đuổi loài người ra khỏi vườn, rồi đặt tại phía đông vườn Ê-đen các thần cherubim với gươm lưỡi chói lòa để giữ con đường đi đến cây sự sống. Lời của Đức Chúa Trời chính là cây sự sống và là sự khôn ngoan thật. Đức Chúa Trời muốn
loài người chúng ta nhận được sự khôn ngoan thật của Đức Chúa Trời để được sự sống đời đời. Châm ngôn đoạn 3 câu 1 đến câu 22 chép: Hỡi con, chớ quên sự khuyên dạy ta, lòng con khá giữ các mạng lệnh ta, vì nó sẽ thêm cho con lâu ngày, số năm mạng sống và sự bình an, sự nhân từ và sự chân thật. Chớ để lìa bỏ con, hãy đeo nó vào cổ, ghi nó nơi bia lòng con. Như vậy, trước mặt Đức Chúa Trời và loài người, con sẽ được ơn và có sự khôn ngoan thật. Hãy hết lòng tin cậy Đức Giê-hô-va, chớ nương cậy nơi sự thông sáng của con. Phàm trong các việc làm của con khá nhận biết Ngài, thì Ngài sẽ chỉ dẫn các nẻo của con. Chớ khôn ngoan theo mắt mình, hãy kính sợ Đức Giê-hô-va và lìa khỏi sự ác. Như vậy, cuống rốn con sẽ được mạnh khỏe và xương cốt con được mát mẻ. Hãy lấy tài vật và huê lợi đầu mùa của con mà tôn vinh Đức Giê-hô-va. Vậy các vừa lẫm của con sẽ đầy dư dật và những thùng của con sẽ tràn rượu mới. Hỡi con, chớ khinh điều sửa phạt của Đức Giê-hô-va, chớ hiềm lòng khi Ngài của trách, vì Đức Giê-hô-va yêu thương ai thì trách phạt đấy, như một người cha đối cùng con trai yêu dấu mình. Người nào tìm đặng sự khôn ngoan và được sự thông sáng có phước thay, vì thà được nó hơn là được tiền bạc, hoa lợi nó sinh ra tốt hơn vàng ròng. Sự khôn ngoan quý hơn châu ngọc, chẳng một bưu vật nào con ưa thích mà sánh kịp được nó. Tay hữu nó cầm sự trường thọ, còn trong tay tả có sự giàu có và vinh hiển. Các nẻo nó vốn là nẻo khoái lạc và các lối nó đều cả bình an. Nó là cây sự sống cho ai nắm lấy nó. Người nào cầm giữ nó đều được phước hạnh. Đức Giê-hô-va dùng sự khôn ngoan lập nên trái đất, nhờ sự thông sáng mà sắp đặt các tầng trời. Do sự hiểu biết Ngài, các vực sâu mở ra và mây đặt ra sương móc. Hỡi con, khá gìn giữ sự khôn ngoan thật và sự dễ dặt, chớ để nó lìa xa mắt con, thì nó sẽ là sự sống của linh hồn con và như đồ trang sức cho cổ con. Đức Chúa Trời dùng sự khôn ngoan của Ngài để dựng nên muôn vật. Và Đức Chúa Trời muốn là người chúng ta vốn là con trai của Ngài có được sự khôn ngoan của chính Ngài. Như vậy, vật liệu để xây dựng muôn vật trên trái đất này được dùng bằng lời của Đức Chúa Trời. Vậy thì khi những vật của Chúa đó vì cớ tội lỗi của loài người mà trở nên bị sai chật, hư hỏng đi, thì chúng ta cũng chỉ có một phương pháp duy nhất, đó là dùng lời của Đức Chúa Trời để sửa chữa nó lại. Không có phương pháp nào khác hơn ngoài việc dùng chính vật liệu mà Đức Chúa Trời đã dùng để xây dựng nên các vật đó, thì chúng ta phải dùng đến lời của Chúa để phục hồi chúng lại. Khải Huyền đoạn 22 câu 2 chép: Ở giữa phố thành và trên hai bờ sông có cây sự sống trổ 12 mùa, mỗi tháng một lần ra trái, và những lá cây đó dùng để chữa lành cho các dân. Lời của Đức Chúa Trời dùng để chữa lành cho các dân. Chữa lành đây coi là phục hồi lại các khả năng, bản năng, chức năng, quyền năng mà Chúa đã ban cho loài người chúng ta. Trong tất cả mọi công trình, khi nó cần phải sửa chữa, thì điều người ta đầu tiên phải tìm đó là nguyên nhân nào đã khiến cho cái công trình đó bị hư hỏng, và vật liệu đã được sử dụng để xây dựng công trình đó là loại vật liệu nào, và người ta sẽ phải sử dụng đúng vật liệu để tái tạo được nó. Thân thể của loài người chúng ta là công trình do tay Chúa dựng nên. Nhờ hơi thở của Đức Chúa Trời mà chúng ta được trở nên một loài sinh linh. Do đó, để có thể sửa chữa được một người bị bệnh tật, bị sự rủa xả của luật pháp giáng trên người đó, chúng ta cũng phải sử dụng lời của Chúa để sửa chữa lại, để phục hồi lại, căn cứ theo luật pháp của Chúa, hầu cho người được chữa lành trở lại. Nguyên nhân khiến cho vách thành Jerusalem và đền thờ của Đức Trời ở trong thành Jerusalem bị phá hủy là do tội lỗi của dân Israel, trong đó có cả dân Juda. Vì tội lỗi của họ đã khiến cho Đức Chúa Trời nổi giận và cho phép kẻ thù nghịch của dân Israel là quân đội của Babylon đến để mà phá hủy thành cũng như là đền thờ của Đức Trời tại Jerusalem. Bắt đầu từ tội lỗi của Manasseh, con trai duy nhất của vua Ezechia. Sau khi vua Ezechia qua đời, Manasseh nên thế vua cha vào lúc người mới có 12 tuổi, và người đã cai trị nhà Giuđa tới 55 năm, nghĩa là từ năm 698 trước Công nguyên cho tới năm 643 trước Công nguyên. Manasseh ở trong tiếng Hebrew có nghĩa là quyền láng, coi thường, coi nhẹ, khinh rẻ và không nhớ. Trong sách Các Vua thứ hai đoạn 21 câu 1 đến câu 15 chép về Manasseh như sau: Manasseh được 12 tuổi khi người lên làm vua, người cai trị 55 năm tại Jerusalem. Mẹ người tên là Hephzibah.
Người làm điều ác trước mặt Đức Giê-hô-va và theo sự thờ phượng gớm ghiếc của các dân tộc mà Đức Giê-hô-va đã đuổi khỏi trước mặt dân Israel. Người sửa xây lại các nơi cao mà Ê-xê-chia cha người đã phá hủy. Lập bàn thờ cho ba anh, dựng hình tượng Asera giống như của Ahab vua Israel đã làm, cúng thờ toàn cơ binh trên trời và hầu việc nó. Người cũng lập bàn thờ trong đền của Đức Giê-hô-va mà Đức Giê-hô-va có phán về đền thờ rằng: ấy là tại Jerusalem ta để danh ta ngự. Người xây những bàn thờ cho toàn cơ binh trên trời tại nơi hai hành lang về đền thờ của Đức Giê-hô-va. Người đưa con trai mình qua lửa, tập tành phép thiên văn và việc bói điềm, lập nên những đồng cốt và thầy bói. Nhưng người làm điều ác trước mặt Đức Giê-hô-va quá chừng, chọc giận ngài hoài. Còn hình tượng Asera mà người đã làm thì người dựng trong đền thờ mà Đức Giê-hô-va có phán với David và Salomon con trai người rằng: ấy trong đền này và trong Jerusalem thành ta đã chọn trong các chi phái Israel mà ta sẽ đặt danh ta ngự đời đời. Nếu Israel lo gìn giữ mọi điều ta đã phán dạy, mọi luật pháp mà Môi-se tôi tớ ta đã truyền cho chúng nó, thì ta sẽ chẳng để dân Israel đi siêu lạc ngoài xứ mà ta đã ban cho tổ phụ chúng nó. Nhưng chúng nó không nghe. Chúng nó bị Ma-na-se quyến dụ là gian ác hơn các dân tộc mà Đức Giê-hô-va đã tuyệt diệt khỏi trước mặt dân Israel. Đức Giê-hô-va bèn cậy các tiên tri là tôi tớ ngài mà phán rằng: vì Ma-na-se vua Giu-đa đã phạm những sự gớm ghiếc ấy và có làm ác hơn mọi điều dân Amrit đã làm trước người, cùng quyến dụ Giu-đa phạm tội với hình tượng nó. Vì cớ đó, Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Israel phán như vậy: kìa, ta sẽ giáng trên Jerusalem và trên Giu-đa những tai họa cả thể, đến nỗi phàm ai nghe nói đến phải lùng bùng lỗ tai. Ta sẽ giăng trên Jerusalem dây đo Samari và cân của nhà Ahab. Ta sẽ xóa sạch Jerusalem như người ta chùi rửa cái đĩa, rồi úp nó xuống sau khi rửa xong. Ta sẽ từ bỏ phần còn sót lại về sản nghiệp ta, phó chúng nó vào tay kẻ thù nghịch chúng nó. Chúng nó sẽ trở thành hóa tài và miếng mồi của họ, vì chúng nó làm những điều ác trước mặt ta, chọc giận ta từ ngày tổ phụ chúng nó ra khỏi Ai Cập cho đến ngày nay. Chúng ta vừa thấy lời Chúa chép về cái sự gớm ghiếc của Ma-na-se vua của Giu-đa. Ở đây chúng ta thấy rằng loài người chúng ta phải có vua cai trị, đó là Đức Chúa Trời và lời Đức Chúa Trời, và chúng ta phải nhớ đến lời của Chúa chúng ta. Ma-na-se có nghĩa là quên lãng, khinh dễ, coi thường. Giu-đa có nghĩa là thờ phượng, người khen, tôn vinh Chúa. Nếu một người mà quên đi sự thờ phượng, người khen, tôn vinh Ngài, nếu một người mà khinh dễ mạng lệnh của Đức Chúa Trời, thì người đó sẽ làm bất cứ một điều ác nào. Chúng ta sẽ để cái điều gì làm chủ chúng ta? Quên lãng, khinh dễ lời Chúa, hay là tôn trọng lời Chúa, kính sợ lời Chúa, yêu mến lời Chúa? Chúng ta biết rằng lời của Chúa luôn có hình bóng để dạy dỗ chúng ta trong ngày hôm nay. Ma-na-se là vị vua thứ 13 của Giu-đa. Và sau khi Ma-na-se chết, con trai của người là A-môn lên ngôi thay cha. Và A-môn đã làm điều ác như cha nó đã làm. Và cơn thành nộ của Đức Trời đã khiến cho chính các tôi tớ của A-môn giết người đi. Sách Các Vua thứ 2 đoạn 21 câu 19 đến 23 chép: khi A-môn lên làm vua, tuổi được 22, người cai trị 2 năm tại Jerusalem, mẹ người tên là Mesulemet, con gái của Harut, cháu của Joba. Người làm điều ác trước mặt Đức Giê-hô-va y như Ma-na-se cha người đã làm. Người đi y theo y một đường lối của cha người, hầu việc hình tượng mà cha người đã hầu việc và quỳ lạy trước mặt chúng nó. Người lìa bỏ Giê-hô-va Đức Trời của tổ phụ mình, không đi theo con đường của Đức Giê-hô-va, và những tôi tớ của A-môn mưu phản người và giết người tại trong đền vua. Chúng ta nhớ là sự cai trị của Đức Trời trên dân sự của Ngài. Sự cai trị của Chúa đó là phước hạnh, sự thương xót, hay là sự giáng tay và tai họa sẽ bắt đầu từ trên người lãnh đạo, bắt đầu từ các vua, hay bắt đầu từ các thầy tế lễ mà cho xuống đến dân ở bên dưới. Trong sách Thi Thiên 133 câu 1 đến câu 3 chép: kìa, anh em ăn ở hòa thuận nhau, thật tốt đẹp thay. Ấy khác nào dầu quý giá đổ ra trên đầu, chảy xuống râu, tức râu của A-rôn, chảy đến chôn áo người. Lại khác nào xương móc hẹt môn xa xuống các núi Si-ôn. Vì tại đó Đức Giê-hô-va đã ban phước, tức là sự sống cho đến đời đời. Lê-vi-ký đoạn 4 câu 1 đến câu 4 chép: Đức Giê-hô-va lại phán cùng Môi-se rằng: hãy nói cùng dân Israel rằng, khi nào ai lầm lỡ mà phạm một trong các điều răn của Đức Giê-hô-va và làm điều chẳng nên làm, nếu là thầy tế lễ chịu sức dầu rồi mà phạm tội,
và vì cớ đó gây cho dân sự phải mắc tội, thì vì tội mình đã phạm, người phải dâng cho Đức Giê-hô-va một con bò tơ không tỉ vít đặng làm của lễ chuộc tội. Người sẽ dẫn bò tơ đó đến cửa hội mạc trước mặt Đức Giê-hô-va, nhận tay mình trên đầu nó rồi giết nó trước mặt Đức Giê-hô-va. Nếu là các thầy tế lễ hoặc là các vua, các quan trưởng mà phạm tội, thì cái sự tai vạ, sự rủa xả của luật pháp sẽ giáng trên nhà của vua, trên thầy tế lễ, trên quan trưởng phạm tội đó, và xuống đến tế dân mà người đó cai trị. Khi vua David phạm tội tu bổ sổ dân khiến Đức Chúa Trời nổi giận, thì vì cớ tội lỗi của David mà 7 vạn người trong Israel phải bị chết. Trong sách Samuel thứ 2 đoạn 24, vì Đức Trời chúng ta không tỉ nghĩa ai bao giờ cả, và Ngài không coi kẻ có tội là vô tội. Ở trong luật pháp của Đức Trời có ghi rõ về lời luật này như sau: Suốt Ê Chúa Ký đoạn 20 câu 4 đến câu 6 chép, ngươi chớ làm tượng chạm cho mình, cũng chớ làm tượng nào giống những vật trên trời cao kia, hoặc nơi đất thấp này, hoặc trong nước dưới đất. Ngươi chớ quỳ lại trước các hình tượng đó, và cũng đừng hầu việc chúng nó, vì ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, tức là Đức Chúa Trời kỵ ta. Hễ ai ghét ta, ta sẽ nhân tội tổ phụ phạt lại con cháu đến 3-4 đời, và sẽ làm ơn đến ngàn đời cho những kẻ yêu mến ta và giữ cái điều răn ta. Như vậy chúng ta phải hiểu rõ được sự cai trị của Chúa ở trên muôn vật, phước hạnh hay sự rủa xả cũng cùng một nguyên tắc hành động. Đó là lý do tại sao mà Chúa muốn cho chúng ta phải dạy con cái chúng ta và phải cầu nguyện cho nhau. Con cái cầu nguyện cho cha mẹ cầu nguyện cho các con. Vì nếu như các con không cầu nguyện cho cha mẹ, thì trong khi cha mẹ vì mệt mỏi, vì quá lo lắng, quá bận rộn mà yếu đức tin mà phạm tội, thì sự rủa xả sẽ giáng trên cha mẹ cũng bị và con cái cũng bị nữa. Và của đó ngày hôm nay chúng ta thấy rằng hội thánh của Chúa phải gia tăng sự cầu nguyện, đặc biệt là cho các thánh đồ, đặc biệt cho các sứ đồ, cho các thầy tế lễ, bởi vì phước hạnh sẽ từ trên trời sẽ qua các ông dẫn này để đến với chúng ta. Cũng như khi một người, một cái làng mà muốn uống được cái nước giếng ngon, thì cả cái làng đó phải có một cái quy định bảo vệ cái giếng chung mà cả làng được dùng, phải bảo vệ nó, chăm sóc nó, hầu cho cả làng được dùng nước trong từ cái giếng đó. Sau khi Amon bị giết chết, dân Giu-đa đã nổi dậy giết những kẻ giết vua Amon và lập Josiah là con trai của Amon lên làm vua. Các vua thứ 2 đoạn 22 câu 1 đến câu 2 chép, khi Josiah lên làm vua được 8 tuổi, người cai trị 31 năm tại Jerusalem, mẹ người tên là Jedida, con gái của Araja, cháu Bocat. Người làm điều thiện trước mặt Đức Giê-hô-va, đi theo trọn đời con đường của David tổ phụ mình, không tẻ tách hoặc về bên hữu hoặc về bên tả. Chúng ta biết rằng luật pháp của Đức Trời chúng ta là không có thay đổi, cho nên mặc dù Josiah đã làm điều thiện theo luật pháp của Đức Chúa Trời hết lòng, người đã phá hủy tất cả mọi thần tượng mà tổ phụ của người đã dựng lên, triệt phá nó ở tất cả mọi nơi cao, mà bất cứ điều gì luật pháp của Chúa đã phán đến phải diệt nó, thì Josiah sẽ tận diệt đến cùng người tôn trọng luật pháp của Đức Chúa Trời. Nhưng mà dù người hết lòng kính sợ Đức Chúa Trời, nhưng mà cơn giận của Đức Chúa Trời vẫn không có lùi đi. Đức Chúa Trời có làm ơn cho Josiah được sống và được cai trị trên đất Giu-đa này và được qua đời bình an. Nhưng mà tai vạ mà Đức Chúa Trời đã công bố vì cớ tội lỗi của dân Giu-đa và tội lỗi của tổ phụ của Josiah vẫn cứ đổ trên nhà Giu-đa. Các vua thứ 2 đoạn 22 từ câu 12 đến câu 20 chép, đoạn vua truyền lệnh cho thầy tế lễ Hilkia, cho Ahikam con trai Safan, cho Abo con trai Mikaya, cho Safan thư ký và cho Asaya đầy tớ của vua mà rằng: Hãy đi cầu vấn Đức Giê-hô-va cho ta, cho dân sự và cho cả Giu-đa về các lời của sách mới tìm được, vì cơn giận của Đức Giê-hô-va nổi lên cùng chúng ta thật là lớn lao, tại tổ phụ chúng ta không có nghe theo các lời của sách này và không làm theo điều đã truyền phán cho chúng ta. Vậy thầy tế lễ Hilkia, Ahikam, Abo, Safan và Asaya đi tìm nữ tiên tri Hulda, vợ của Salom, người giữ ao lễ, con trai của Tiêcva, cháu của Hatha, người ở tại Jerusalem trong quận thứ nhì. Chúng nói chuyện với nàng. Nàng bèn nói rằng: Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Israel nói như vậy. Hãy nói với người sai các ngươi đến ta rằng: Đức Giê-hô-va phán như vậy, ta sẽ dẫn tai họa trên chỗ này và trên dân cư nó, làm hoàn thành mọi lời của sách mà vua Giu-đa đã đọc. Bởi vì dân
Giu-đa đã lìa bỏ ta, đốt hương cho các thần khác, chọc giận vì các công việc của tay chúng nó, nên cơn giận ta sẽ nổi lên cùng chỗ này không hề nguôi. Còn về vua Giu-đa đã sai các ngươi đến cầu vấn Đức Giê-hô-va, thì hãy nói với người rằng, về các lời người đã nghe Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Israel phán như vậy, khi ngươi nghe lời ta phán nghịch cùng chỗ này và nghịch cùng dân cư nói rằng chỗ này sẽ bị phá hoang, dân cư trở thành rủa xá, thì ngươi có lòng mềm mại hạ mình xuống trước mặt Đức Giê-hô-va, xé quần áo mình và khóc lóc trước mặt ta. Bởi vậy cho nên ta cũng có nghe ngươi. Kìa, ta sẽ thâu ngươi về cùng các tổ phụ ngươi, và ngươi sẽ được thâu vào mồ mả ngươi cách bình an, và mắt ngươi sẽ chẳng thấy những điều tai họa mà ta toan giáng xuống trên chỗ này. Chúng bèn tâu lại cho vua những lời đó. Ta đọc kỹ lời của Chúa phán thì thấy rõ ràng rằng vua Josia run sợ trước mạng lệnh của Đức Trời khi tìm được cuốn sách người ta bỏ quên ở trong cái kho đó. Thì bây giờ vua làm theo tất cả điều gì mà Đức Trời đã phán phải lên làm. Và vì cớ Josia đã làm theo lời của Đức Trời, lên được Chúa thương xót cho cá nhân người. Nhưng mà tội lỗi của dân Giu-đa đã làm ra trong đời trước của Josia đó vẫn còn ở trước mặt Chúa, chưa được thanh toán. Và cơn giận của Chúa vẫn tiếp tục sẽ giáng trên đó, nhưng Ngài không giáng trong thời của Josia còn sống. Các vua thứ hai đoạn 23 câu 25 đến 27 chép: trước Josia chẳng có một vua nào hết lòng, hết ý, hết sức mình mà chiều mến Đức Giê-hô-va, làm theo trọn vẹn luật pháp của Môi-se, và sau người cũng chẳng có ai thấy giống như người nữa. Giờ vậy Đức Giê-hô-va không nguôi cơn giận nóng và mạnh mà Ngài nổi lên cùng Giu-đa, vì cớ các tội trọng của Manasse trêu chọc Ngài. Và Đức Giê-hô-va có phán rằng: ta sẽ cất Giu-đa khỏi mặt ta như ta đã cất Israel đi, và ta sẽ trừ bỏ thành Jerusalem mà ta đã chọn, và đền thờ mà ta phán về nó rằng danh ta sẽ ngự tại đó. Lý do khiến cho tai vạ giáng xuống dân Giu-đa và thành Jerusalem và ngay cả trên đền thờ của Đức Trời ở trong thành là vì tội lỗi của các vua, của các thầy tế lễ Giu-đa. Điều khiến cho người ta phạm tội đó là luật pháp của Đức Trời đã không được giảng dạy cho dân sự. Các thầy tế lễ đã không dạy luật pháp của Đức Trời cho dân sự, và các thầy tế lễ cũng không ngăn cản các vua khi thấy họ làm điều ác. Và bởi cái đó nên họ đã phạm tội hết thảy chống lại Đức Chúa Trời. Và khi tội lỗi đã phạm thì sự rủa xa sẽ giáng xuống. Josia có phá hủy tất cả mọi nơi mà người ta đã thờ lại thần tượng. Nhưng có một điều vua Josia đã không làm được, đó là vua Josia đã không làm cho các tội lỗi đó được thanh toán ở trước mặt Đức Chúa Trời. Đây là điều vô cùng quan trọng. Chúng ta là cơ đốc nhân, chúng ta là người tin Chúa được học để trở nên môn đồ của Đức Chúa Trời. Nếu chúng ta chỉ có biết tu bổ mình, làm theo luật pháp Đức Trời mình mà không làm sạch tội lỗi của tổ phụ trên cuộc đời chúng ta, thì chúng ta cũng sẽ gánh tất cả một sự sạch mà Chúa đã phán sẽ giáng lên Chúa, giáng trên đời sống của chúng ta. Josia làm rất đúng theo luật pháp của Chúa, nhưng mà người được cá nhân mình được thương xót mà thôi. Nhưng mà tội lỗi đã được làm ra trên đất của Giu-đa, trên dân tộc Giu-đa vẫn còn đó. Chúng ta hiểu biết rõ được tội lỗi không tự động biến đi, nó phải được thanh toán ở trước mặt Đức Trời theo cách luật pháp của Đức Trời đã phán là ngươi phải nhận tội mình. Trong ngôn đoạn 28 câu 15 chép như thế này: một vua gian ác cai trị dân nghèo khổ, khác nào sư tử gầm thét và gấu đuổi theo mồi. Khi vua gian ác cai trị thì cũng giống như cái thành mở toang các cửa ngõ của mình ra ngày và đêm để trộm cướp thú giữ nó vào, thì dân trong thành đó sớm muộn cũng sẽ bị bắt làm vô tù và bị cướp sạch. Thành Jerusalem là hình bóng cho thân thể của những người đã được cứu rỗi bởi huyết của Đức Chúa Giêsu Christ. Và đền thờ trong thành Jerusalem là hình bóng về tâm linh của những người được cứu chuộc đó, và là nơi Đức Thánh Linh ngự. Và một điều vô cùng quan trọng là bất cứ ai là người tin Chúa, là gọi là cơ đốc nhân, thì nó phải hiểu là đó là khi chúng ta được nhận sự cứu rỗi thì chúng ta không còn thuộc về mình nữa, mà chúng ta 100% cả thân, hồn và linh cùng mọi sự của chúng ta đều thuộc về Đức Chúa Trời, là thuộc về Đấng đã cứu chuộc chúng ta. Trong chúng ta sẽ có nhiều người được Đức Trời kêu gọi để làm tôi tớ Ngài, nhưng tất cả đều được gọi là con cái của Đức Chúa Trời. Và nếu chúng ta là con cái, là tôi tớ Đức Chúa Trời, thì chúng ta phải hầu việc Đức Chúa Trời, và lời Đức Chúa Trời đã ấn định cho chúng ta như thế nào thì chúng ta phải làm theo đúng như vậy. Ê-xê-chiên đoạn 18 câu 4 chép: này, mọi linh hồn đều thuộc về ta, linh hồn của cha cũng như linh hồn của con đều thuộc về ta, linh hồn nào phạm tội thì sẽ chết. Có một số người thiếu hiểu biết nói rằng khi tôi đã tin Chúa rồi, vậy thì tôi thuộc về Chúa và tôi là sản nghiệp của Chúa rồi, Chúa phải bảo vệ tôi.
và Chúa phải chịu trách nhiệm cho sự sống của tôi. Điều đó rất là vô lý. Kinh Thánh chép là nếu linh hồn nào phạm tội thì linh hồn đó sẽ phải chết. Cho dù chúng ta là sản nghiệp của Đức Trời, Ngài đã mua chuộc chúng ta lại cho Ngài rồi, nhưng nếu chúng ta cố ý phạm tội thì chúng ta sẽ tiêu diệt chính mình, và Chúa sẽ không chịu trách nhiệm về điều đó, mà chính chúng ta phải trả giá. Trách nhiệm của mỗi chúng ta ở trước mặt Chúa là phải học để hiểu biết được luật pháp của Đức Trời và hiểu biết được luật pháp của tinh thần sự sống, và sống theo luật pháp mà chúng ta đã nhận được đó, tức là sống theo luật pháp mà nhờ đó mà được cứu rỗi. Chúng ta được cứu rỗi bởi luật pháp nào? Văn tự hay lẽ thật? Văn tự, nên nhớ văn tự. Vì nếu lòng ngươi tin thì được xưng của mình, mà miệng ngươi xưng Chúa ra thì ngươi được cứu. Đây là văn tự. Vậy thì nếu được cứu bởi văn tự thì luật pháp văn tự phải được tôn trọng trên cuộc đời của chúng ta. Vì khi chúng ta làm theo luật pháp văn tự thì linh hồn được cứu. Vậy thì cũng phải làm theo luật pháp văn tự để thân thể xác thịt chúng ta được cứu chuộc ra khỏi sự tù xả của luật pháp. Mà khi được cứu chuộc rồi, chúng ta mới có sức, mới có thể hiểu được lời của Thánh Linh sự sống. Đó là lẽ thật. Khi chúng ta tiếp nhận sự cứu rỗi thì tâm linh của chúng ta được tha thứ tội lỗi không phải của chúng ta, mà là tội lỗi từ Adam. Vì chính tội lỗi của Adam đã khiến cho loài người bị phán xét vào trong sự chết. Nhưng mà kể từ khi chúng ta được cứu rỗi ra khỏi sự chết, tức là bởi tội lỗi của Adam đó, thì bây giờ nếu như chúng ta phạm tội thì chúng ta sẽ chết bởi chính tội lỗi mình, chứ không phải tội lỗi của Adam nữa. Sự cứu rỗi sẽ chỉ được hoàn thành trọn vẹn khi thân hồn của chúng ta được hoàn toàn cứu chuộc ra khỏi sự đổ xả của luật pháp, cũng như đền thờ của Đức Chúa Trời sẽ chỉ được bảo vệ an toàn tuyệt đối khi các vách thành của Jerusalem đã được xây dựng lại và các cửa của nó đã được dựng lên cách chắc chắn. Vật liệu xây lại vách thành Jerusalem là đá, còn vật liệu để làm các cửa thành Jerusalem được làm bằng gỗ. Đức Chúa Trời tạo dựng lên người chúng ta bằng lời của Đức Chúa Trời, và lời Đức Chúa Trời được ví là đá muôn đời và là cây sự sống. Như vậy, để có thể chữa lành một thân thể của một người bị sự đổ xả của luật pháp tàn phá, thì trước hết người đó phải thanh toán hết mọi món nợ, là mọi tội lỗi mà người đó đã phạm hoặc là tội lỗi của tổ phụ người đó đã phạm ở trước mặt Chúa, và phải làm theo luật pháp của Đức Chúa Trời. Nghĩa là phải công bố, phải xưng tội lỗi của tổ phụ mình ra, cũng như của chính mình ra, và phải lìa khỏi tội lỗi đó. Lê Vi Ký đoạn 18 câu 4 đến câu 5 chép: Các ngươi hãy tuân mạng lệnh ta, hãy gìn giữ luật pháp ta đặng noi theo. Ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi, vậy hãy giữ luật pháp và mạng lệnh ta. Người nào làm theo thì sẽ nhờ đó mà được sống. Ta là Đức Giê-hô-va. Trong luật pháp của Đức Trời không chỉ có 10 điều răn để chúng ta phải làm theo, nhưng trong luật pháp của Chúa cũng cho phép là nếu trong khi chúng ta sống mà vi phạm luật pháp của Đức Trời, vi phạm điều răn của Chúa, thì chúng ta cũng phải làm theo những điều luật đã được ấn định bởi chính Đức Trời trong sự ăn năn sưng tội, hầu cho khi chúng ta làm đúng theo cái điều luật đó thì tội lỗi chúng ta đã vấp phạm cái điều răn đó sẽ được tha thứ. Vậy thì con đường Chúa ban cho chúng ta đó cũng có những cái nơi để chúng ta tại nơi đó được nghỉ ngơi hoặc được sửa chữa những dụng cụ, những thiết bị chúng ta đang đi. 10 điều răn được ban cho, nhưng nếu chúng ta phạm các điều răn của Chúa thì Chúa cũng cho chúng ta các điều luật để chúng ta được sạch tội mình. Vậy cũng đó là luật pháp. Xưng tội cũng có luật pháp, ăn năn cũng có luật pháp. Phải xưng tội như thế nào, phải ăn năn làm sao, và phải kêu cầu Chúa như thế nào, các điều kiện để làm cho tội lỗi được xảy ra được chép rất rõ trong Kinh Thánh. Sự làm theo luật pháp của Đức Trời chính là công việc của sự xây dựng cho thân thể, là nhà ở của tâm linh chúng ta được vững vàng, như lời Chúa Jesus đã phán ở trong Luca đoạn 6 câu 47 đến câu 49: Ta sẽ chỉ cho các ngươi biết kẻ nào đến cùng ta, nghe lời ta và làm theo thì giống ai. Kẻ ấy giống như một người kia cất nhà, đào đất cho sâu, xây nền trên vầng đá. Nước tràn lan, dòng nước chảy mạnh xô vào nhà đó nhưng không xô động được, vì đã cất chắc chắn. Song kẻ nào nghe lời ta mà không làm theo thì giống như một người kia cất nhà trên đất không xây nền, dòng nước chảy mạnh xô vào nhà đó, tức thì nhà sụp xuống và hư hại lớn lao. Khi một người không muốn làm theo lời của Đức Chúa Trời thì Thánh Linh của Đức Trời biết rõ điều đó, vì Ngài là đấng biết lòng dạ loài người. Và khi Chúa biết cái người đó không khứng làm theo lời Chúa, không ngưỡng mến lời của Chúa, thì Chúa khiến cho lòng người ta không hiểu được lời của Đức Chúa Trời nữa, và Ngài phó người đó đi cho con đường ác cho đến khi người đó bị tiêu diệt đi. Roma đoạn 1 câu 19-25 chép: Vì điều chi có thể biết được về Đức Chúa Trời thì đã trình bày ra cho họ. Đức Chúa Trời đã tỏ điều đó cho họ rồi, bởi những sự tròn lành của Ngài mắt không thấy được, tức là quyền phép đời đời
và bổn tánh Ngài, thì từ buổi sáng thế vẫn sờ sờ những mắt xem thấy khi người ta xem xét công việc của Ngài, cho nên họ không thể chữa mình được, vì họ dẫu biết Đức Chúa Trời mà không làm sáng danh Ngài là Đức Chúa Trời và không tạ ơn Ngài nữa, xong cứ lầm lạc trong ý tưởng hư không và lòng đầy ngu dốt, đầy những sự tối tăm. Họ tự xưng mình là khôn ngoan mà trở nên điên dại. Họ đã đổi vinh hiển của Đức Chúa Trời không hề hư nát lấy hình tượng của loài người hay hư nát hoặc của điểu, thú, côn trùng. Cho nên Đức Chúa Trời đã phó họ xa vào sự ô uế theo lòng ham muốn mình, đến nỗi tự làm nhục thân thể mình nữa. Vì họ đã đổi lẽ thật Đức Chúa Trời lấy sự dối trá, kính thờ và hầu việc loài chịu đựng dựng nên, thế cho đấng dựng nên là đấng đáng khen ngợi đời đời. Amen. Nê-mi cầu xin với vua Atase về việc ban chiếu chỉ cho Asáp kẻ giữ rừng vua để cung cấp gỗ cho để làm cửa, làm khung cửa của thành cũng như của đền thờ. Nê-mi cầu xin vua Atase còn cho mình gỗ để làm nhà mà mình có thể vào ở nữa. Theo ý nghĩa của văn tự, chúng ta thấy đây là một thủ tục luật pháp rất quan trọng cần phải được tôn trọng cho bất cứ một người nào được vua sai đi. Nhưng mà trong lẽ thật mầu nhiệm thì đây là nguyên tắc và dường bối không được phép bỏ qua cho bất cứ một chức vụ cầu thay nào. Chữ chiếu chỉ ở trong câu 8 này trong tiếng Hebrew có nghĩa là thư, chữ khắc là công văn. Chúng ta đã biết ý nghĩa lẽ thật của người giữ rừng vua là Asaph đó. Và rừng của vua đều mang hình bóng về chức vụ của Đức Thánh Linh, đấng duy nhất có thể khiến cho chúng ta nhận biết được lời của Đức Chúa Trời và hiểu biết ý nghĩa của lời Ngài. Đức Thánh Linh là thần của Đức Chúa Trời và Ngài bao trùm tất cả mọi vật trong vũ trụ này, hay không nghe hề nói là gì, giống như là các loài cá, các loài sinh vật sống trong biển đều nằm trong biển thế nào, thì muôn vật trong vũ trụ này đều nằm trong thần của Đức Chúa Trời thể đó. Cho nên khi Đức Chúa Trời muốn kêu gọi một người nào hay chọn bất cứ một vật gì để làm theo ý của Ngài đó, thì thần của Đức Trời sẽ trực tiếp làm trên người đó hay trên vật đó, và không có một người nào, không có một vật nào, một sự kiện nào có thể thoát ra khỏi sự cai trị và sự hiểu biết của Đức Chúa Trời. Đức Trời là đấng trồng cây và Ngài sẽ đốn những cây nào không ra trái, và Ngài sẽ tỉa sửa những cây nào đã ra trái để cho ra trái nhiều hơn. Và đó là nguyên tắc cai trị của nhà Đức Trời trên muôn vật, đặc biệt là trên những người thuộc về Ngài. Nê-mi cầu xin vua Atase cấp giấy phép để trong công việc xây dựng lại vách thành Jerusalem sẽ có đầy đủ mọi vật liệu để công việc xây dựng được hoàn thành cách hoàn hảo. Điều này là một yêu cầu đối với những người làm công việc cầu thay phải xin Đức Trời. Trước hết là gì? Ban quyền phép cho mình. Để trong khi cầu thay, Thánh Linh của Đức Trời sẽ cung cấp mọi tin tức cho chúng ta. Khi chúng ta cầu thay, chúng ta cần rất nhiều tin tức. Nhưng nếu chúng ta không được Chúa cấp phép cho, thì chúng ta không cầu hỏi ai được. Vì Đức Chúa Trời chính là Đức Thánh Linh. Nếu chúng ta không được Ngài đồng ý, thì chúng ta sẽ không có một tin tức nào để có thể sử dụng để cầu thay cho người ta được. Về vật liệu xây vách thành, thì ngay tại Jerusalem có thể lấy được, vì thành Jerusalem được xây trên núi và xung quanh có rất nhiều đá để xây vách thành. Ở đây có thể chúng ta biết rằng là ngày hôm nay ở chỗ nào chúng ta có thể mua được kinh thánh. Luật pháp văn tự chúng ta chỗ nào cũng có. Dù cái người bị vi phạm luật pháp của Chúa cũng sẽ biết kinh thánh. Và mọi người chúng ta đều biết kinh thánh. Nhưng mà trong khi xây dựng vách thành đó, thì cách xây dựng sẽ làm sao, sửa chữa như thế nào, thì chúng ta phải nhờ cậy Đức Thánh Linh chỉ dẫn chúng ta biết sử dụng luật pháp của Chúa ra sao. Đặc biệt vách thành được xây bằng đá, nhưng mà các khung cửa của thành được phải, và cái cửa của thành đó cũng như cửa đền thờ được làm bằng gỗ, mà đây được gọi là gỗ hương nam, hay còn được gọi là gỗ ba hương, được trồng tại Liban. Sách Nê-mi đoạn 2 câu 8 phần A chép: lại ban chiếu chỉ cho Asát kẻ giữ rừng vua, truyền cho người cho tôi gỗ làm khuôn cửa của thành, điện giáp với đền và làm vách thành cùng nhà tôi phải vào ở. Căn cứ theo bản King James Version thì câu này có nghĩa là: và một bức thư gửi cho Asát người giữ rừng của vua, hầu cho người sẽ cung cấp cho tôi gỗ để làm khung cho các cửa thuộc về đền thờ và cho vách thành của từng thành và cho nhà mà tôi sẽ vào ở. Chúng ta biết rằng để cái cửa có thể được gắn vào cái bức tường thì nó cần phải có một cái bộ khung. Cái bộ khung này được làm rất là chắn, chế tạo rất chính xác và sát với lại cái vách thành đó. Và mỗi một cái cánh cửa có một cái khung riêng cho chính mình. Để cánh cửa có thể gắn được với vách thành, người ta tạo một bộ khung mà tiếng Việt gọi là cái khuôn cửa bằng gỗ đó, để gắn vào vách bằng đá.
Và trên cái bộ khung này sẽ có bản lề để lắp cánh cửa vào. Chữ gỗ ở đây là timber trong tiếng Anh, và trong tiếng Hebrew có nghĩa là gỗ hương ngam, để đóng lại, để nhắm mắt lại, để ngậm miệng lại, để buộc chặt lại, để đóng chặt lại. Còn chữ khuôn ở đây trong tiếng Anh là beams, trong tiếng Hebrew có nghĩa là xà, là cái rầm, là cái trục cuốn bằng gỗ, là cái khung, ánh sáng để chiếu lên, ánh sáng chiếu vào, dọi vào. Ở đây chúng ta thấy là nguyên nhân căn bản khiến cho một người kia phạm tội, tức là người đó không có luật pháp, hoặc là không hiểu biết luật pháp Đức Chúa Trời. Mà khi mà người hiểu biết luật pháp của Chúa, mà yêu biết luật pháp của Chúa, thì người đó sẽ không có phạm tội nữa. Như vậy ở đây chúng ta thấy rằng cái nguyên nhân căn bản khiến người ta phạm tội là do thiếu biết luật pháp Đức Chúa Trời và không có luật pháp của Chúa, và từ sự thiếu biết luật pháp Đức Chúa Trời mà khiến người ta lầm lũi trong tội lỗi phạm tội. Vì luật pháp là sự sáng, và sự sáng là sự sống của loài người, và thiếu luật pháp cũng nghĩa là thiếu luật sự sáng, và không có sự sáng soi dẫn, người ta sẽ đi rờ trong tối tăm. Và chúng ta biết là làm công việc trong bóng tối không có đèn, chúng ta sẽ không thể làm được gì cả, làm không chắc chắn. Sự sáng của lời Chúa soi trong tâm linh sẽ giúp cho tâm trí xác thịt của người ta dễ nhận được sự cao trách của Đức Thánh Linh và nhận được sự dạy dỗ của Thánh Linh hãy làm như thế nào, phải không nào? Do đó khi một người không được học luật pháp Đức Chúa Trời thì tâm linh của người đó sẽ không có sự sáng của lời Chúa soi dẫn. Và khi người đó không biết luật pháp thì tâm linh của người đó cũng không biết được phải cáo trách xác thịt của mình như thế nào. Loài người được Đức Trời ban cho chúng ta 5 giác quan, đó là thị giác, đó là sự nhìn, thính giác, sự nghe, khứu giác, sự ngửi, vị giác là sự nếm, và xúc giác là sự cảm nhận của thân thể chúng ta. 5 giác quan cũng có nghĩa là 5 cái cánh cửa. Vì chữ quan cũng có nghĩa là chữ cửa. Như vậy ở đây chúng ta thấy là đối với thị giác là sự nhìn của chúng ta là cái cánh cửa quan trọng bậc nhất trong 2 cái cửa quan trọng ở trên cuộc đời của chúng ta. Và là người rất dễ sa ngã vào trong cái sự cám dỗ qua sự nhìn. Vì người ta nói mắt là cái cửa sổ của tâm hồn. Và chúng ta biết rằng xác thịt này cũng không ích chi cả cho đến khi nó có sự sống, mà sự sống nó được ban cho vào trong hồn. Chính hồn là nơi cảm nhận tất cả mọi thứ. Sự rung cảm, sự sung sướng, sự sợ hãi, sự thích thú, sự nóng, sự lạnh. Và tất cả được cảm nhận qua cái sự tiếp xúc của 5 giác quan này và được báo cáo về trung tâm của thần kinh, đó là nơi tâm trí đó. Và tại đó, trung tâm của sự hiểu biết của con người sẽ được tiếp nhận các tin tức từ 5 giác quan này, và nó phân tích theo khả năng phân biệt điều thiện điều ác mà nó biết được, rồi nó ra chỉ đạo để cho cơ thể nó hành động theo cái điều nó muốn. Tại nơi tâm trí này, khả năng phân biệt điều thiện điều ác sẽ phân tích tất cả điều gì mà nó nhận được thông tin từ 5 giác quan. Và ma quỷ hợp pháp đã xâm nhập theo cái dòng huyết của loài người từ tổ phụ truyền lại, và chúng kích động khả năng phân biệt điều ác lên để dạy người ta, dẫn dắt người ta, lừa dối người ta vào cái ý tưởng hư không và làm theo cái tính nết của ma quỷ. Khi ma quỷ đã gieo vào lòng Eva tin tức sai lệch về trái cây mà Đức Trời đã cấm ăn, và chúng bắt đầu theo dõi hành động của Eva. Khi Eva đứng nhìn trái cây, Eva chưa ăn trái cây này bao giờ cả, nhưng chắc chắn rằng con rắn sẽ nói thêm trái này ngon lắm và quý đó, bởi vì Eva ngó trái cây coi bộ ăn ngon, chưa ăn sao biết ngon. Chắc chắn là ma quỷ đã nói vào đầu của Eva là nó ngon lắm đấy, và nó quý nữa, vì mở trí khôn lên người đã hái cái trái đó và ăn. Cũng có thể đó, thính giác và sự nghe là cửa ngõ quan trọng thứ hai cho loài người chúng ta. Vì cứ đức tin đến bởi sự người ta nghe, người ta sẽ nghe được các tin tức từ bên ngoài. Và chính ma quỷ đã sử dụng cái khả năng này của loài người đó để gieo sự lừa dối của nó vào trong loài người. Satan nói vào lỗ tai của Eva lời gian dối và cái động lòng tham muốn của Eva trước khả năng biết được điều thiện và điều ác như Đức Chúa Trời biết. Như vậy có những cái thì mắt người ta nhìn thấy trước rồi kích động sự tò mò để nghe, có cái người ta nghe trước rồi kích động tò mò để nhìn theo. Hai cái khả năng nhìn và nghe này luôn luôn ở tầm quan trọng bậc nhất trong cuộc đời của chúng ta. Nếu ta không cai trị được, không quản trị được hai cái giác quan này, chúng ta sẽ hư mất đi. Khứu giác là sự ngửi và vị giác là sự nếm đứng sau hai khả năng trên. Chúng nó chỉ có thể phát huy được khả năng khi người ta đã nhìn thấy hoặc nghe được về cái điều đó. Vì nếu người ta chưa hề biết gì về sự tốt lành của mùi thơm của thịt nướng hoặc là sự ngọt ngào của trái cây,
thì người ta sẽ không bị cám dỗ bởi những sự đó. Mắt nhìn thấy, thấy cái trái đó rồi, thì khi thấy cái mùi thơm tỏa ra từ đó, thì bây giờ cái khả năng ngửi này mới nhận biết rằng à, cái mùi thơm đó là của cái trái táo đó. Như vậy, cái khả năng ngửi này đứng sau hàng nhìn thấy và nghe thấy. Khi mà người nào thấy người ta ca ngợi về trái sầu riêng mà nghe người ta nói là cái mùi nó như vậy đó, thì bây giờ mắt phải được nhìn thấy đó đã. Mắt mới nhìn thấy đó, tai nghe rồi mắt nhìn thấy, rồi bây giờ nó mới sử dụng giác quan của mũi đó để phân tích, rồi bắt đầu dùng đến vị giác để nếm. Và bây giờ nó sẽ công nhận điều người ta nói đó là đúng, điều người ta nhìn thấy là đúng. Như vậy, hai cái giác quan là vị giác và khứu giác này nó phải đi sau cái khả năng của nhìn và nghe. Eva đã nhìn thấy trái cây qua sự hiểu biết mà Satan đã gieo vào lòng của người, và người hành động theo ý muốn của tâm trí nhiễm độc bởi lời gian dối của Satan. Người nữ thấy trái của cây đó bộ ngon, ăn ngon, lại đẹp mắt và quý vì để mở trí khôn, bèn hái ăn. Xúc giác là giác quan thứ năm của loài người, và khả năng này ban đầu là được hành động giúp ích cho loài người. Khi thấy lạnh, khi thấy nóng thì để biết làm sao cho mình được ấm, làm sao cho mình được mát, làm sao cho mình khỏi bị nắng soi, làm sao cho mình khỏi bị giá bút của mùa đông. Thì cái xúc giác này ban đầu rất là tốt cho loài người chúng ta. Ngay cả con nít cũng vậy, khi nó chưa hiểu biết gì cả nhưng khi thấy lạnh tự nó biết rút vào lòng của mẹ nó, hoặc là tự nó rút vào cái chỗ nào kín gió để nó tránh gió, hoặc là nó tự tìm cái chỗ nào có gió để nó hóng mát. Cái khả năng xúc giác này ban đầu rất tốt như vậy. Nhưng mà khi khả năng phân biệt điều thiện và điều ác này nó được sử dụng qua trí hiểu của con người ta, qua sự nghe, nó bắt đầu tò mò thì nó tìm đến sự nhìn. Khi nó nghe được, nó nhìn được về cái hành động tình dục của người ta rồi, thì bây giờ cái khả năng phân biệt điều thiện ác này bắt đầu được hoạt động để nó tìm cách cảm giác làm sao về cái khả năng tình dục đó. Chúng ta biết rằng khi hai đứa trẻ nó sống chơi với nhau nhất thân, một nam một nữ, nó là hai đứa bạn ở hai nhà hàng xóm, nó chơi với nhau, nó chưa được biết một tí gì về tình dục cả, thì nó chơi với nhau không hề ngập gì cả, đùa nhau, đấm nhau, chí chóe mày tao, vật nhau, cõng nhau, bơi với nhau, không sao hết. Nhưng đến một khi kia, một trong hai đứa, hoặc là gái, hoặc là trai kia, nghe được về cái điều tình dục này, nó tò mò, và khi mắt nó nhìn thấy người ta hoạt động tình dục rồi, nó bắt đầu tò mò. Vì khi tò mò rồi, bắt đầu nó mới sử dụng cái khả năng xúc giác này để xem cái sự động chạm nó ra làm sao. Và bây giờ, xúc giác này nó trở thành cái cửa ngõ bị cám dỗ. Nhưng nếu nó được dạy dỗ về luật pháp rồi, thì nó sẽ sợ hãi không cho đụng chạm. Nhưng bởi vì nó không được dạy dỗ, nên nó thử tò mò. Và ngày hôm nay rất nhiều người đã phạm tội tà dâm và hủy hoại thân thể của mình đi vì cớ tò mò, dùng khả năng xúc giác để động chạm da thịt, và bắt đầu nó trở thành cái cửa ngõ. Như vậy chúng ta thấy rằng là năm giác quan, tức là năm cửa ngõ trên cuộc đường chúng ta, phải được sửa chữa lại, phải được sửa chữa lại bằng lời của Đức Trời. Bởi vì Chúa tạo dựng chúng ta, năm giác quan này là có ích rất tốt lành, bởi vì đó là ân điển của Đức Trời ban cho người chúng ta. Nhưng mà khi nó là bị sử dụng sai đi rồi, nó bị phá hủy rồi, bây giờ phải sửa chữa nó lại, mà phải sửa chữa nó lại bằng lời của Đức Chúa Trời. Luca đoạn 11 câu 21 chép: khi một người mạnh sức cầm khí dưới giữa cửa nhà mình thì của cải nó vững vàng. Người mạnh sức đây nói về tâm linh của chúng ta. Nếu tâm linh của chúng ta được trang bị vật liệu là lời của Đức Trời, gỗ hương nam thuộc linh, là hương nam trồng tại Liban thuộc linh, thì bây giờ nó sẽ biết làm sao để giữ cho cái cửa của nó được chắc chắn. Khi một người đã tiếp nhận sự cứu rỗi của Đức Chúa Jesus Christ, thì bây giờ công việc quan trọng bậc nhất có thể bảo vệ được sự sống của người đó là phải dùng lời của Đức Chúa Trời để bịt lại tất cả các cửa ngõ, tức là phải sửa chữa lại các cửa ngõ của người đó. Bằng chẳng, điều được Đức Trời ban cho đó sẽ bị mất đi. Nhã ca đoạn 8, câu 8 đến câu 10 chép: chúng tôi có một em gái nhỏ chưa có nương lòng, phải làm gì cho em gái chúng tôi trong ngày người ta hỏi nó? Nếu nó là một vách thành, chúng tôi sẽ xây tháp bạc trên nó. Nếu nó là một cái cửa, chúng tôi sẽ đóng bít lại bằng ván hương nam. Tôi là một tường thành, hai nương lòng tôi tựa như những ngọn tháp. Bây giờ tôi ở trước mặt người như kẻ đã được bình an. Nhiệm vụ của thầy tế lễ nhà vua là phải đào tạo, phải huấn luyện, phải trang bị cho người tin Chúa được trở thành môn đồ của Đức Chúa Trời. Chưa có nương lòng, tiếng Anh là bris, tức là cái cặp ngực, đó là cái bộ vú của người nữ. Ở đây nói chúng tôi có một em gái nhỏ, với hình bóng về chúng ta hết thảy đều là những nàng dâu của Đấng Christ. Chúng ta sẽ được gả cho Đấng Christ, nhưng mà khi chúng ta mới tiếp nhận Chúa, chúng ta chưa trưởng thành, nên chúng ta chưa có những cặp vú thuộc linh, chưa có dấu hiệu của sự trưởng thành. Như vậy thì lời Chúa dạy, chúng tôi có một em gái nhỏ, hội thánh của Chúa hỏi
Thưa Chúa, người ta mới tin Chúa thì làm sao chúng tôi có thể giúp cho người đó có thể được chấp nhận ở trên thiên đàng cho Đấng Christ được? Lời Chúa dạy chúng ta, nếu nó là một vách thành, chúng tôi sẽ thấy tháp bạc trên nó. Có người ta có hai phần, thuộc thể và thuộc linh. Bây giờ cái tường thành này, nó là tường thành mà, thì phải xây tháp bạc trên nó. Chúng ta biết tháp bạc đây là nói về giá cứu chuộc. Lời Đức Chúa Trời là giá cứu chuộc chúng ta, vì màu bạc là màu của xác chết bị chảy hết huyết, mà huyết của Chúa Giêsu đổ ra trên thập tự giá đó chính là giá của bạc vô giá, có thể chuộc lại tất cả cho nhân lại lại cho Đức Chúa Trời. Phải xây tháp bạc trên đó. Công việc đầu tiên của Hội Thánh đối với những người tiếp nhận Chúa Giêsu Christ làm Chúa của cuộc đời họ đó là Hội Thánh phải giúp đỡ cho được trưởng thành. Mà trong mệnh lệnh của Đức Chúa Trời về vấn đề này không có nói việc cho họ ăn uống làm sao cho béo, không nói là làm sao cho họ ăn uống thật nhiều điều bổ nhiệm cho họ béo mà là đóng bịt các cửa ngõ của họ lại. Hội Thánh dạy quý vị phải đóng các cửa ngõ của quý vị lại, bịt nó lại bằng ván hương nam. Để làm sao? Chúng ta biết cái thành đây nói về hình bóng của thân thể xác thịt của những người được cứu rỗi bởi Đức Chúa Jesus Christ, và bạc đây nói về luật pháp là giá cứu chuộc, sự sống lại cho những người nào tin vào lời Đức Chúa Trời. Bịt nó lại bằng gì nhỉ? Bị ván cây hương nam. Cây hương nam còn được gọi là gỗ bá hương, là một loại cây quý được trồng trên vùng núi cao tại Liban, tức là Lebanon, được sử dụng để xây dựng trong đền thờ của Đức Trời tại Jerusalem và hình bóng cho lẽ thật của lời Chúa để xây dựng hội thánh của Đấng Christ. Chúng ta xem một số lời Chúa trong Kinh Thánh chép về gỗ hương nam. Thi Thiên 92 câu 12: Người công bình sẽ mọc lên như cây kè, lớn lên như cây hương nam trên Liban. Thi Thiên 104 câu 16 chép: Cây cối Đức Giê-hô-va được đầy mủ nhựa, tức là cây hương nam tại Liban mà Ngài đã trồng. Trong thực tế Đức Trời không trồng cây, đúng không nào? Nhưng tại sao lời Chúa nói là gì? Tức là cây hương nam tại Liban mà Ngài đã trồng. Đúng, Chúa trồng, không phải bằng tay, Ngài phán, Ngài cho phép thì cây được mọc lên, vì tất cả mọi giống đều đến từ Đức Chúa Trời. Nhưng mà đây Chúa nói lời của Ngài hình bóng cho chúng ta là cây mà Ngài ưa thích đó phải là cây Liban, cây hương nam. Cây hương nam có nhiều nơi gọi khác nhau. Tại Bắc Mỹ thì gọi là cây Cedar. Chúng tôi mua lại cái Cedar về thì để làm nhà. Cây này nó có mùi thơm rất giống mùi của gỗ thông. Cây này không bao giờ bị mối mọt và không bị mục, bởi vì cái là nhựa của nó, đặc biệt là trong cái vùng nước băng giá đó, cây không bao giờ bị nứt nẻ cả. Chúng ta biết rằng về mùa đông đó, là bất cứ chỗ nào mà có nước đấy thì băng giá sẽ làm nó nở ra. Nếu như là cái cây mà loại cây thường ở Việt Nam như cây chuối mà trồng sang bên Canada đó, là đến mùa đông là nó chết, bởi vì thân của nó toàn nước thôi. Khi mà băng giá đóng thì nó nở tung ra, cũng như cái chùm nho mà để khi mà mùa băng giá mà nó nở bung ra nứt ra, là bởi vì nó kết băng lại thì những tế bào nước ở trong trái nho đó sẽ nở tung ra và phá hủy nó. Thì cũng có thể như vậy, có nơi gọi nó là cây tùng tuyết, nhưng kỳ thực đó là cây bá hương, bởi vì có cái mùi hương rất là lạ lùng bay ra từ nó. Khi nó còn trẻ, cái nhựa tươi thì nó có mùi khác, khi nhựa nó khô lại có mùi khác. Nhưng mà đặc biệt cái cây hương nam này là trong cái mùa đông cái nhựa của nó không bị đóng băng và nó không bị mối mọt, nên được dùng để làm đền thờ và làm nhà cửa rất là tốt. Chữ hương nam ở trong tiếng Hebrew có nghĩa là trở nên bền vững, trở nên chắc chắn, trở nên trung thành, trở nên không thay đổi. Lẽ thật của Đức Chúa Trời khiến cho chúng ta trung thành với Đức Chúa Trời. Lẽ thật của Đức Chúa Trời khiến cho chúng ta được bền vững chắc chắn, vì đó là luật pháp của Thánh Linh sự sống, khiến cho người về trong ta được nuôi một cái thứ sự thiêng của đạo mà chúng ta không thể hư mất được. Đó là ý nghĩa của chữ hương nam trong tiếng Hebrew. Lời Chúa ví những người công bình phải như cây hương nam trồng trên Liban. Liban trong tiếng Hebrew là Libanau, có nghĩa là trái tim, tâm trí, tấm lòng, sự trong trắng, sự thánh khiết. Để xây lại vách thành, chúng ta phải có bạc, giá của bạc để có thể mua nhân công để mà mang vận chuyển đá để xây thành. Nhưng mà cái cánh cửa vô cùng quan trọng đó phải được dùng bằng gỗ cây hương nam. Thì chúng ta cũng biết rằng làm thế nào để mắt của chúng ta sẽ không rơi vào cái sự cám dỗ của xác thịt. Làm thế nào để mũi miệng chúng ta sẽ không rơi vào sự cám dỗ của tội lỗi? Làm thế nào để xúc giác chúng ta không bị rơi vào cám dỗ của sự tình dục? Luật pháp văn tự nó có quyền khiến chúng ta sợ hãi, nhưng không cho người ta có sức để làm theo được. Nên người ta không dùng cái loại gỗ ở chung quanh thành Jerusalem để làm cái cánh cửa này, mà phải dùng cái loại gỗ ở trên núi Liban. Nó là cây hương nam. Tức là Đức Trời không dùng luật pháp văn tự này, nhưng Ngài dùng luật pháp của Thánh Linh sự sống là lẽ thật mầu nhiệm.
trồng trên núi Liban. Liban nói về sự thánh khiết, sự trong trắng. Đó là lẽ thật của Chúa ra từ lòng Đức Chúa Trời, vì Chúa là đấng thánh khiết. Để tái tạo lại cuộc đời của chúng ta, Đức Chúa Trời dùng lời của Ngài để dạy dỗ, uốn nắn, tỉa sửa chúng ta lại theo bổn tánh tốt lành, thánh khiết, công bình của Ngài. Để bảo vệ đền tạm, Đức Chúa Trời mặc lệnh cho Môi-se đã dựng một cái hành lang bao quanh đền tạm. Và để bảo vệ sự sống, tức là tâm linh chúng ta đó, Đức Chúa Trời ban luật pháp của Ngài cho chúng ta thành một cái hành lang bao quanh chúng ta. Và chúng ta biết trong cuốn Kinh Thánh này gồm có 60 cái cọc bằng cây si tin, bằng 60 tấm bố vi bằng vải gai đổ mịn, à, thuộc linh. Trong này có 60 sách, mặc dù trong này đầy 66, nhưng mà 60 mới chính xác, là bởi vì nó phải ứng với con số 60 cọc cây si tin và 60 cái tấm vải bố vi ở bao quanh đền tạm đó. Vì chữ hành lang đó là hàng rào, là biên giới để bảo vệ súc vật, để bảo vệ bề trên. Chữ hành lang trong tiếng Hebrew là có nghĩa là hàng rào bảo vệ bề trên của Đức Chúa Trời. Dân Giu-đa đã phạm tội chống lại Đức Chúa Trời vì những thầy tế lễ của họ đã không dạy luật pháp của Đức Chúa Trời cho họ, và chính những thầy tế lễ đó cũng vấp phạm cho luật pháp của Đức Chúa Trời nữa, cho nên họ bị Đức Chúa Trời loại bỏ và mang lệnh Đức Chúa Trời cho các thầy tế lễ là phải dạy cho dân sự của Chúa biết luật pháp của Ngài. Chúa nói như thế này: chúng nó sẽ dạy dân ta phân biệt điều chi là thánh với điều chi là tục, làm cho dân ta biết điều ô uế và điều thánh sạch khác nhau là thế nào. Khi có sự kiện xảy đến, chúng nó phải xử đoán và xử đoán theo mạng lệnh ta. Chúng nó sẽ vâng giữ các luật pháp ta và các luật lệ ta trong mọi kỳ lễ của ta, và làm cho ngày các ngày Sa-bát ta nên thánh. Ê-xê-chi-ên đoạn 44 câu 23 đến 24. Nê-mi cần có gỗ để làm lại các cửa của thành Giu-xem, nhưng gỗ của vua có người canh giữ, và muốn có gỗ đó phải có lệnh của vua truyền cho A-sáp. Lệnh đó để gửi cho A-sáp. Thì chúng ta thấy rõ ràng là cũng một lẽ đó, ngày hôm nay khi chúng ta cầu thay dân sự, chúng ta trước hết phải có giấy phép của Đức Chúa Trời, và chính Đức Chúa Trời là đứng ngự trên ngai đó, là quan ác công bình đó, sẽ truyền trực tiếp lời của Ngài cho thần linh của Ngài hành động để giúp đỡ chúng ta. Vì nếu được Đức Chúa Trời giúp đỡ thì chúng ta sẽ cần đến lời của Chúa nữa, bởi vì Chúa sẽ không tự động làm việc gì cả. Chúng ta muốn cầu thay, Chúa nói được, ngươi cầu thay, nhưng mà chúng ta phải xin Chúa Ngài cho con giấy phép. Bởi vì trường hợp này, cái thành này đó, nó có bao nhiêu cửa, và bao nhiêu cửa bị đốn, bao nhiêu cửa bị hư, bao nhiêu cửa bị cháy, Ngài biết rõ điều đó. Và vì lý do gì nó bị đốt cháy, chúng con không muốn rằng xây dựng lại nó xong rồi đó, rồi nó lại bị cháy nữa. Vì chúng ta thấy rằng có rất nhiều nơi đó, họ không làm được điều này, họ không biết. Lên cầu nguyện cái người khóc lóc cho người đó được chữa lành rồi. Nhưng mà người đó cũng chẳng biết lý do tại sao mình được lành. Mình chẳng biết lý do tại sao mình lại bị bệnh nữa. Chỉ biết một điều là người đó tin Chúa rồi, bây giờ họ có bệnh, họ cần, có nhu cầu được chữa lành rồi. Hội thánh được kinh an cầu nguyện để Chúa chữa lành cho. Họ xin chữa lành, Chúa chữa lành cho. Nhưng Ngài không bảo đảm rằng sẽ vĩnh viễn Ngài chữa lành cho. Nhưng rồi người đó bị bệnh lại. Hỏi một tại sao vậy Chúa? Tại vì món nợ vẫn còn đó. Nên kẻ giữ nợ đó, chủ nợ đó vẫn đến tiếp tục đòi. Tội lỗi vẫn còn đó. Josiah đã làm rất đúng theo đường lối Đức Chúa Trời cho mình, nhưng không thanh toán tội cho dân Israel. Đây là sự sai lầm. Ngày nay chúng ta cũng vậy, khi chúng ta theo Chúa, chúng ta không chỉ giữ cho mình không phạm tội, mà chúng ta phải làm cái nguồn gốc khiến chúng ta mất phước hạnh đó, khiến chúng ta phạm tội đó, phải lìa xa của chúng ta, phải thanh toán nó, triệt tiêu nó, phải bịt nó lại bằng ván hương nam, bởi vì nó hậu quả của tội lỗi của tổ phụ. Vậy chúng ta phải bịt nó lại, phải chặn nó lại, bằng không chúng ta vừa theo Chúa lại vừa phải đối phó với tội lỗi, và có những cái chúng ta không thoát được. Chúng ta có thể nhớ lại chuyện của vua David. Ông tổ của David là vua ăn ở với ai? Ruter, dân Moab. Và tội lỗi của họ là phạm, ông vua này đã vi phạm mạng lệnh của Đức Chúa Trời, không được phép lấy dân ngoại. Ông ta làm thêm một đúng một điều, đó là gì? Cái phần sản nghiệp của anh em mình ông đó làm, nhưng mà cái phần quan trọng hơn đó là không được lấy dân ngoại, không được mãi chung với kẻ chẳng tin. Và bởi cái đó nên cái sự rủ xả di truyền từ tối của Ruter đó có tiếp tục ở trên đó. Bởi vì Ruter là giống cái, là cái vùng đất mà giống thứ được gieo vào. Nếu ta gieo một hạt cây tốt vào vùng đất đã bị nhiễm độc, thì cái trái của nó sẽ nhiễm độc ở trong cái vùng đất đó và sanh ra một cái dòng giống tiếp tục có trái đó. Cho nên khi đến đời của vua David, mặc dù vua rất yêu mến Chúa, nhưng mà đến kỳ đã định, khi sủ xả, đến kỳ đòi nợ, nó nổi lên. Và khi vua đứng trên đền, vua đứng trên nóc đền mà nhìn thấy người đó, mà biết rõ người đó là vợ của lính của mình,
vua quên Đức Chúa Trời đi. Thế nên ta phải nhớ một điều nữa. Nếu chúng ta để một cái chất độc ở trong của gia đình của chúng ta, giống như là tôi nói ví dụ như là chất uranium, người ta phải bọc 1 gram chất uranium nó ở trong một khoảng 1 kg chì hoặc là nhiều hơn đấy để bảo vệ nó. Nhưng nếu cái chì này không phải chì nguyên chất, không được nguyên thủy đều đúc tốt đó, thì có thể bị đứt, nó rò rỉ ra. Thì 1 tháng chưa tới gì cả, nhưng 3 tháng sau, 6 tháng sau thì cả nhà sẽ bị ung thư, bởi vì chất phóng xạ nó phóng ra từ từ và đến kỳ nó ngấm rồi tất cả đều gục. Nên ta đừng bao giờ khinh thường bất cứ một tội lỗi nào nhỏ cả, bởi vì lâu dần nó sẽ lớn lên thành bông trái và khiến cho người ta chết vì cái chất độc của nó. Nó sẽ phải gặt hái điều đó. Và bởi cứ đó lên, vua David mặc dù đã kinh nghiệm được cuộc đời của mình theo Chúa, biết Chúa cai trị, nhưng mà lúc này ông quên đi, bởi vì cái tội lỗi của tổ phụ đã đến kỳ nó tăng trưởng lên đến đó rồi và sẽ tăng kiện cáo. Nó nói với Chúa là lạy Chúa, mọi sự có kỳ định, cái kỳ này là tội lỗi đến kỳ tôi thu nợ rồi, phải cho tôi thu nó. Và bây giờ David đã sa ngã. Chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời chúng ta là Đức Chúa Trời thành tín, Ngài không tê vị ai cả. Ở đây như thế, Nemi cần có gỗ, biết rằng gỗ đó phải có người giữ và vua phải cho phép. Bởi vì nếu chúng ta cầu thay mà không được cho phép, chúng ta không làm được gì cả. Nhưng nếu cho phép rồi, chúng ta phải hiểu biết mình cần cái gì và phải xin. Và bây giờ Chúa sẽ ban cho chúng ta. Bởi vì trong sự cầu thay này, chúng ta cần có lẽ thật. Nếu chúng ta cầu thay trong văn tự, chúng ta không cầu thay được. Phải cầu thay trong luật pháp của Thánh Linh sự sống. Bây giờ chúng ta có thể áp dụng được cả luật pháp văn tự và luật pháp của Thánh Linh sự sống để cầu thay cho người ta. Vì chúng ta biết rằng, vì không phải tất cả mọi người đều phạm tội giống nhau, hoặc là mọi người đều có hoàn cảnh giống nhau. Cũng như không phải cứ gọi là thuốc thì chữa là bách bệnh. Vì mỗi một loại tội được sinh ra một thời kỳ khác nhau. Có 2 người phạm tội đều mang phạm tội là tà dâm. Nhưng có người phạm tội tà dâm là do thiếu hiểu biết. Có người phạm tội tà dâm vì có hiểu biết. Và hoàn cảnh của sự phạm tội có khác nhau. Vậy thì chúng ta phải căn cứ theo luật pháp của trời, theo cách của Thánh Linh bày tỏ cho chúng ta để có thể xưng tội ra và chặt tội nó đi như thế nào, thanh toán nó ra sao hợp pháp cho mặt Chúa. Bằng chẳng thì chúng ta sẽ không thể làm gì được. Cũng là tội, nhưng mà cái hoàn cảnh khác nhau, trường hợp khác nhau, sự hiểu biết khác nhau và mức độ nghiêm trọng cũng sẽ khác nhau. Do đó, lời Chúa là luật pháp, mà người ta vi phạm luật pháp của trời cũng có nhiều sự vi phạm khác nhau với các hoàn cảnh trường hợp khác nhau. Nếu chúng ta cần có sự chỉ dẫn của Thánh Linh cho mỗi trường hợp khác nhau này và sử dụng lời Chúa theo đúng hoàn cảnh trường hợp của người bị cầm giữ bởi luật pháp đó, hầu cho người ta được giải phóng. Các lời thật phải được sử dụng chính xác với mỗi người và mỗi loại tội mà người ta đã phạm, cũng như mỗi một bộ khung cửa đó đều được gắn vào kích thước khác nhau và chúng ta không thể dùng sơ bộ được. Trong bài trước chúng ta đã thấy các môn đồ của Chúa Giêsu đã không đuổi được một con quỷ ra khỏi người bị trúng ám, hoặc không sử dụng một phương pháp để đuổi quỷ ra được. Trên Chúa Giêsu đã phải nói họ rằng thì họ phải cầu nguyện với sự kiêng ăn mới đuổi quỷ đó ra được. Trong sự cầu thay cũng vậy, chúng ta phải cầu xin Chúa ban cho ta gỗ thuộc linh. Đá chúng ta đã có luật pháp văn tự, nhưng mà gỗ thuộc linh thì phải do Chúa Thánh Linh cho, vì đó là thuộc về lẽ thật để chúng ta nhận biết được và áp dụng trong sự cầu thay này. Nemi không chỉ xin vua cung cấp cho thành Jerusalem mà còn cho mình nữa. Nemi không chỉ xin vua cung cấp mọi sự cho thành Jerusalem mà người còn xin cho nơi mà mình sẽ vào ở nữa. Lại ban chiếu chỉ cho Asaph kẻ giữ rừng vua, truyền người cho tôi gỗ làm khuôn cửa của thành điện giáp với đền và làm vách thành cùng nhà mà tôi phải vào ở. Chữ nhà ở đây trong tiếng Hebrew có nghĩa nơi trú ẩn, nơi nương dựa, nơi che chở, nơi trông cậy nhà. Như vậy ở đây chúng ta thấy rất là mầu nhiệm trong cuộc sống hàng ngày chúng ta đều cần có một nơi để nương cậy, nơi để che chở, đó là cái nhà của chúng ta, phải không nào? Cho dù chúng ta đi đến đâu sang trọng đến đâu chứ nữa cũng không đâu bằng nhà của mình. Dù nhà của mình có tồi tàn đó đẹp, nhỏ bé đến đâu chứ nữa, nhưng mà vẫn nhà của mình và mình được tự do, được thoải mái. Chúng ta rất cần một nơi nương náu. Trong cuộc sống hàng ngày chúng ta thấy rõ ràng là chúng ta cần có nơi để trông cậy, ví dụ như là cha mẹ chúng ta, hội thánh, công ty, sức khỏe, trình độ, đó là nơi họ trông cậy. Và Chúa cho phép điều đó để chúng ta trông cậy. Nhưng mà cái sự trông cậy tột đỉnh của chúng ta đó là lời của Đức Chúa Trời, đấy rất quan trọng. Thi Thiên 46 câu 1 đến câu 3 chép, Đức Chúa Trời là nơi nương náu và sức lực của chúng tôi, Ngài sẵn giúp đỡ trong cơn gian truân. Vì vậy chúng tôi chẳng sợ dầu đất bị biến cải, núi lay động và bị quăng xuống lòng biển, dầu nước biển ầm ầm sôi bọt và cái núi rung động vì cớ sự chuyển dậy của nó. Khi chúng ta thi hành chức vụ,
nào bất kỳ. Chúng ta không thể sử dụng sự hiểu biết của mình về kiến thức hay là cách làm việc của lời Chúa mà làm nơi trông cậy của mình. Chúng ta không thể sử dụng sự hiểu biết đâu được. Tất cả mọi sự hiểu biết đều tốt, mọi kiến thức về Kinh Thánh đều tốt, mọi sự hiểu biết về lẽ thật đều tốt cả. Nhưng điều đó không phải là nơi trông cậy cao nhất. Bởi vì khi một người kia hiểu biết, có chức vụ, có thẩm quyền, có sự tính giàu, nhưng mà Chúa không sai người đó làm cái điều đó, nhưng người đó cậy mình biết làm mà làm, người đó sẽ bị loại bỏ. Bởi vì người đó đã phạm tội chống lại Đức Chúa Trời. Chúng ta biết rằng nếu như chúng ta có kiến thức, có sự hiểu biết về Kinh Thánh, nhưng chúng ta không biết ý muốn Đức Trời và làm sai ý muốn của Chúa, thì mọi sự biết đó coi như bị vô giá trị. Cũng như vua Saul, ông nhìn thấy tiên tri Samuel dâng tế lễ, ông biết cách dâng, ông biết tôi Đức Giê-hô-va đó, ông biết cái của lễ đó sẽ dâng cho Đức Giê-hô-va, nhưng mà không phải thẩm quyền của ông ta. Một ngày kia ông miễn cưỡng làm điều đó để cho vừa lòng dân sự, vì chờ mãi không thấy tiên tri đến, ông cứ làm cái điều đó, nhưng điều đó còn gọi là ngu dại. Nên tiên tri Samuel nói là ngươi có làm điều rất là ngu dại, và bởi cái đó Đức Giê-hô-va lìa bỏ ngươi. Do đó chúng ta quay trở lại vấn đề là chúng ta không được sử dụng rằng điều mình biết cầu thay, biết nguyên tắc cầu thay, biết được cách cầu thay, biết là pháp của Đức Trời, biết là thật, biết cầu nguyện thương chương mới, biết được Thánh Linh, để rồi chúng ta cứ cậy đó làm bất cứ điều gì đó thì chúng ta sẽ sai lầm. Tất cả mọi sự mà Đức Trời đã trang bị cho chúng ta đó phải được sử dụng theo ý muốn của Đức Trời và làm lợi cho nhà của Đức Trời. Mọi ân tứ, mọi quyền phép, mọi sự giàu trước ban cho chúng ta, nó là sản nghiệp của Đức Trời. Cũng như chính chúng ta là sản nghiệp, Chúa ban cho chúng ta để chúng ta thờ phượng Ngài, hầu việc Ngài, làm theo ý muốn của Ngài, hầu cho ý muốn của Chúa nên nước của Cha được đến. Chứ không phải nó làm trang sức cho chúng ta, nó thuộc của chúng ta. Nhưng nếu chúng ta làm trong công việc của nhà Chúa thì nó ở với chúng ta, nó giúp ta, nhưng nó thuộc về Đức Chúa Trời, gọi là ân tứ của Đức Thánh Linh, chứ không phải là ân tứ của tôi. Như vậy thì chúng ta phải hiểu rõ được các ân tứ của Chúa phải được sử dụng cho đúng mục đích, làm sáng danh Chúa. Và khi Đức Chúa Trời cho phép chúng ta làm bất cứ điều gì, dù to hay nhỏ, dù nghiêm trọng hay là đơn giản, thì chính cái lời Chúa cho phép đó là nơi nương cậy vững chắc nhất, không ai lật đổ chúng ta được. Dù chúng ta thiếu hiểu biết hay là không hiểu biết, nhưng nó được lệnh của Chúa là ngươi hãy làm điều đó, thì mình cứ thế mà làm, không ai bắt lỗi chúng ta được, ma quỷ không làm gì chúng ta được, bởi vì đó là mạng lệnh, và mạng lệnh trực tiếp đó là nơi trông cậy vững chắc nhất. Trong khi chúng ta có được cái sự trông cậy vững chắc nhất ta là Đức Trời mang lời trực tiếp cho chúng ta làm điều đó rồi. Nhưng mà để cho cái nơi trông cậy đó, nương cậy chắc chắn đó, nơi che chở chúng ta được bền vững đó, hoàn toàn cho chúng ta đó, thì chúng ta phải có một điều kiện nữa là phải đi trong đường lối của Chúa. Thì bây giờ cái sự bảo vệ của Chúa mới hoàn toàn tuyệt đối bảo vệ chúng ta được. Chứ đừng nghĩ rằng tôi được lệnh của Chúa cho rồi tôi cứ làm bậy, rồi không ai làm gì tôi đâu. Không, ma quỷ sẽ kiện cáo để chúng ta đó, và khi chúng ta bị kiện thì cánh tay che chở đó sẽ được rút lại. Chính Đức Chúa Trời là nơi trông cậy của dân Israel. Các dân khác đánh dân Israel là không được, nhưng khi họ phạm tội thì cánh tay che chở của Chúa liền rút lại, và bây giờ họ bị kẻ thù địch đánh bại. Nên chúng ta phải hiểu rõ điều này, luôn luôn nhớ rằng chúng ta có hai sự trông cậy, trực tiếp và gián tiếp. Cái điều gián tiếp đó và trực tiếp đây luôn luôn ràng buộc nhau. Khi chúng ta có lời hứa của Chúa, chúng ta tin rằng làm theo lời Chúa sẽ được phước, chúng ta có lời trông cậy, và sự trông cậy này rất chắc chắn. Nhưng khi chúng ta được Chúa sai đi làm điều này điều kia mà chúng ta không chịu làm, giống như tiên tri Jonah, thì bây giờ mọi điều chúng ta đã có để trông cậy kia sẽ bị vứt đi, liên tục ràng buộc nhau. Như vậy ngày hôm nay tôi đứng vững được trên chức vụ của tôi là bởi vì tôi có lời trông cậy, tôi biết được Chúa phán với tôi, Chúa không phán với người khác. Nên người ta chống lại mình, người ta tấn công mình, người ta vu cáo mình, nhưng bởi vì mình có một nơi trông cậy vững chắc, vì lời Chúa phán là hãy đi, ta bảo ngươi đến đó mà làm, đến đó cứ thế mà làm, thì tôi cứ đi, và không quyền lực nào có thể ngăn được tôi, bởi vì chính Chúa là vua muôn vua đã sai tôi đi rồi. Vậy thì để cho cái lời của Chúa đã phán truyền cho tôi đó được mãi mãi bền vững cho tôi, thì tôi là phải làm theo lời này, đã là quyển sách Chúa ban cho tôi. Thì bây giờ cái cánh tay quyền năng của Chúa bảo vệ tôi đó vẫn cứ ở trên tôi, thì phước hạnh cũng tới mà không ai đụng vào chức vụ của tôi được. Nhưng nếu mình cậy rằng mình đã được Chúa sai mình đi rồi mà mình nghĩ không chịu làm theo luật pháp văn tự này mà ai cũng phải làm theo đó, thì bây giờ đó chính cái sự bất vâng lời này sẽ khiến cho khả năng bảo vệ của Chúa không còn hiệu lực đối với mình nữa, vì mình phá hủy nó rồi. Nên chúng ta phải hiểu rằng người cầu thay không chỉ sử dụng sự hiểu biết của mình về cách cầu thay,
không phải sử dụng được kiến thức biết nguyên tắc làm việc để cầu thay, mà phải được Chúa chỉ định cho, Chúa cho phép cho. Và nếu Chúa cho phép cho thì chúng ta sẽ cầu nguyện thành công, cầu khai thành công, xây dựng thành công. Chúa Giêsu đã làm được điều này vì Chúa đã được chính Đức Cha sai Ngài đến làm. Chúng ta phải hiểu rõ điều đó. Còn từ trước giờ chúng ta đã từng làm trong sự hiểu biết, Ngài e Chúa, bắt Chúa phải chứng nhận cho nên sau đó chúng ta bị mệt, bị tấn công, bị tổn thương mà không mang lại kết quả tốt. Thi Thiên 27 câu 1 đến câu 3 chép: Đức Giê-va là ánh sáng và là sự cứu rỗi tôi sẽ sợ ai? Đức Giê-va là đồn lũy của mạng sống tôi sẽ hãi hùng ai? Khi kẻ làm ác, kẻ cừu địch và thù nghịch tôi xông vào tôi, đang ăn nuốt thịt tôi, thì chúng nó đều vấp ngã. Dầu một đạo binh đóng đối cùng tôi, lòng tôi sẽ chẳng sợ. Dầu giặc giã dưới nghỉ cùng tôi, khi ấy lòng tôi có lòng tin cậy vững bền. Kinh Thánh chép: Đức Giê-va là ánh sáng và là sự cứu rỗi của tôi. Khi chúng ta có sự sáng của Chúa, lẽ thật của Chúa và sự cứu rỗi của Pháp Văn Tự ở với mình mà mình gìn giữ được, thì bây giờ chúng ta không sợ gì cả. Đó là điều luật Chúa ban cho. Điều thứ hai trong Thi Thiên 91 câu 1 đến câu 16 chép: Người nào ở nơi kín đáo của Đấng Chi Cao sẽ được hàng ở dưới bóng của Đấng Toàn Năng. Tôi nói về Đức Giê-va rằng Ngài là nơi nương náu tôi và là đồn lũy tôi, cũng là Đức Chúa Trời tôi tin cậy nơi Ngài. Ngài sẽ giải cứu ngươi khỏi bẫy chim và khỏi dịch lệ độc hại. Ngài sẽ lấy lông Ngài mà che chở ngươi, và dưới cánh Ngài ngươi sẽ được nương náu mình. Sự chân thật Ngài là cái khiên và cái can của ngươi. Ngươi sẽ chẳng sợ hoặc sự kinh khiếp ban đêm, hoặc tên bay ban ngày, hoặc dịch lệ gây ra trong tối tăm, hay là sự tàn diệt phá hoại đang lúc trưa. Sẽ có ngàn người xa ngã bên ngươi và muôn người xa ngã bên hữu ngươi, song tai họa sẽ chẳng đến gần ngươi. Ngươi chỉ lấy mắt mình nhìn xem và sẽ thấy sự báo trả cho kẻ ác. Bước ngươi sẽ nhờ Đức Giê-va làm nơi nương náu mình, và Đấng Chi Cao làm nơi ở mình, nên sẽ chẳng có tai họa gì xảy đến ngươi, cũng chẳng có ôn dịch nào tới gần trại ngươi, vì Ngài sẽ ban lệnh cho thiên sứ Ngài bảo gìn giữ ngươi trong các đường lối ngươi. Thiên sứ sẽ nâng ngươi trên bàn tay mình, e chân ngươi vấp nhầm hòn đá trăng. Ngươi sẽ bước đi trên sư tử và rắn hổ mang, còn sư tử tơ và con rắn ngươi sẽ giày đạp dưới chân, bởi vì ngươi chịu mến ta nên ta sẽ giải cứu ngươi. Ta sẽ đặt ngươi lên nơi cao, bởi vì ngươi biết danh ta. Ngươi sẽ kêu cầu ta sẽ đáp lời ngươi. Trong sự gian truân, ta sẽ ở cùng ngươi, giải cứu ngươi và tôn vinh ngươi. Ta sẽ làm cho ngươi thỏa lòng sống lâu và chỉ cho ngươi thấy sự cứu rỗi của ta. Bài ngày hôm nay chúng ta đã học biết được cái tầm quan trọng chúng ta cần phải biết, đó là các chìa khóa, các vật liệu cần thiết trong sự cầu thay. Vì chúng ta biết rằng sự cầu thay này không phải chúng ta chỉ đứng nơi sức mẻ là cầu thay cho người khác mà thôi, và chính cho chúng ta nữa. Vì nó sẽ giải phóng thân thể chúng ta ra khỏi bất cứ một quyền lực nào, đặc biệt là quyền lực được mở cửa hợp pháp bởi sự đổ xả, bởi tội lỗi từ tổ phụ, tức là tội lỗi kín dấu trong quá khứ. Có nhiều khi chúng ta muốn sửa lại cái cửa mình trên thân thể chúng ta, chỗ nào, giác quan nào, khả năng nào bị, chúng ta phải xin Chúa ban cho chúng ta lẽ thật để biết được là cái cửa này bị phá hủy bởi chỗ nào, phải sửa chỗ lại, thanh toán nó, hầu cho nó không bị tái phạm nữa. Thì cũng có thể như vậy, chúng ta cũng cần phải có nơi ẩn náu mình, tức là khi chúng ta cầu thay, chúng ta phải được phép Chúa bảo vệ, hầu cho khi chúng ta đứng một nơi sức mẻ cầu thay rồi, Chúa bảo vệ chúng ta, rồi chúng ta khi trở ra, chúng ta vẫn có nơi nương cậy. Như vậy, người cầu thay chỉ được bảo vệ an toàn tuyệt đối khi người đó được chính Đức Trời cho phép. Ngài sẽ ban lẽ thật cho chúng ta, Ngài có lời hứa cho từng người một, thì bây giờ chúng ta có thể thi hành chức vụ thành công được. Tôi biết rõ điều tôi đang làm, tôi biết rõ rằng tôi được bảo vệ, bởi vì chính Đức Trời phán với tôi, cho dù người ta không tin, không quan trọng. Cái chính là tôi biết rằng tôi đã có giấy phép của Chúa, và tôi biết rằng khi tôi có giấy phép của Chúa, Ngài không cho ma quỷ biết tôi có giấy phép nữa. Và khi tôi có giấy phép thì Ngài sẽ bảo vệ tôi. Nhưng mà chính tôi phải bảo vệ cái tờ giấy phép cho tôi cái an toàn, đó là tôi không được vi phạm mạng lệnh Đức Chúa Trời. Thì bây giờ giấy phép đó luôn luôn ở với tôi và không ai làm gì tôi được. Mỗi người chúng ta phải hiểu rõ điều này. Chúng ta cũng đứng dậy cầu nguyện tạ ơn Chúa về điều Chúa ban cho chúng ta.